Quý vị khán giả, tiếp theo sẽ là một sự kết hợp đầy sắc màu giữa hai bạn nhỏ, Trấn Quốc và Bảo Anh. Và các bạn sẽ đem lên sân khấu này một tiết mục gồm 3 ca khúc: Chuông Chuông Ớt, Cặp Ba Lá và Bà Tôi. Trấn Quốc, một cậu bé miền Nam sẽ song đấu với Bảo Anh, một cô bé người Bắc. Tuy khác vùng miền nhưng cả hai đều sở hữu giọng hát cao khỏe. Đêm nay, màn kết hợp Bắc Nam sẽ mang điều thú vị gì cho khán giả và ban giám khảo? Ai sẽ đi tiếp và ai sẽ dừng lại? Bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức. Chuồn chuồn ơn chưa hè nóng bức bắt đèn gần rồi tập bơi chuồn chuồn kiêng mát liêm xiêm đậu trên cây ngô luống ngô em trồng luống khoai em trồng đồng em xanh mơn 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 mắt lên nhìn trời khói bếp bay lên nhà ai từng giọt mồ hôi rơi từng hạt mưa rơi rơi rầm 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 anh mong em về. Cả trong cây vạn xa anh bình minh kéo đến nhà rồi gương em đeo cặp ba lá đi trên con đê cười xinh quá những người cứ nhìn em những người muốn làm quen những người đầu tiên muốn làm quen
chuỗi chơi thừa bụng ta. Có mùa thọc lết lợp trên mái nhà, có mùa hoa cà tự nhiên tìm tay. Ta ví lông gà vàng như vườn cài, ông ví mặt trời như lời môi lai, ai ví tình yêu như cho nghịch dài. Bà lên kẻ chợ có buồn được đâu, ra về lúc lắc héo mòn một sâu, ra về lúc lắc héo. Với tiết mục vừa rồi của hai bạn Bảo Anh và Trấn Quốc. Rồi cảm ơn tụi con nhiều. Bây giờ sẽ là lời nhận xét từ ban giám khảo về tiết mục ngày hôm nay của mình nha. Xin mời chú Quang Linh. Hai con vừa hát ba bài, cứ gọi tạm gọi là liên khúc nhá, của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Ba bài này nó khó ghê lắm, nhất là Điệp Phách mà hai con hát rất là hay. Bảo Anh thì thực sự ra là để mà xử lý được cái chỗ mà nó rất là khó, tại vì đấy nó có nhịp hết, nó khó ghê lắm. Mà cái này trời ơi, sao giám đốc âm nhạc ác quá à? Chọn đi cái bài mà nó khó, mà phối cũng khó nữa. Xong rồi đến đoạn cuối, trời ơi, tông lên ào lên rồi xuống, rồi trèo lên tụt xuống. Mà hai con vượt qua được hết, rất là giỏi nhá. Chú Hoàng Linh mới nói về bạn Bảo Anh à, chưa có thấy nói về bạn Trấn Quốc à? Bạn Trấn Quốc một lát nữa, chú đã ghi ở đây rồi, chú không nói ra đâu. Phải lát nữa mới được hả? Chú có những bí mật riêng. Vậy thì bây giờ mình sẽ lắng nghe lời chia sẻ từ cô Cẩm Ly nha. Xin mời cô Cẩm Ly ạ. Cô Cẩm Ly. Đúng là ba bài này khó thiệt á. Khó quá đi. Nhưng mà Quốc á, con rất là tự tin, giọng hát con rất tốt, con ba bài con đều tốt hết. Nhưng mà con để ý tí xíu, con quá tự tin con hát theo con à. Không, cái đó là phải thông cảm này nè. Lúc đó là cảm xúc của con đã bị vượt lên rồi. Thì đó. Đó âm nhạc ấy nó nâng. Cái này á, thường thường mà mình đi chấm những cái cuộc thi hoặc mà khi mình huấn luyện cho một vài thí sinh hát thì mình cũng hay nói với các bạn ấy là các em nhớ tiết chế để cái tiết mục nó hoàn hảo hơn. Tuy nhiên trong chừng một mức độ nào đó khi mà người nghệ sĩ người ta thăng hoa ấy, tôi vượt lên thì thôi cái đấy không, nhiều không. Lúc nó cũng có nghĩa là nó không hay, có tới nỗi trầm trọng anh. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì á bé tốt, bé diễn, bé hát tốt. Nhưng mà nếu như giá như mà nó sẽ vào hơn, nó dính hơn thì nó sẽ hay hơn. Không thôi mình cứ nghe nó cứ anh bên đây mà tôi bên nọ vậy đó. Lúc đấy bị hưng phấn và kích thì động. Thì đó, tính gì hưng phấn, anh tự tin để quá. Để vào tiếp sẽ chứng minh. Cho nên là những cái góp ý nhỏ như vậy để các con nghe được con ý. Tốt hơn, hiểu không? Các con sửa chữa và tốt hơn nếu mà các con được đi thêm. Chứ thực ra ba cái bài này mà đưa chú Quang Linh với cô Cẩm Ly thì hai đứa nãy giờ đứng kia là ngọng rồi, không hát được như vậy đâu. Không được bằng hai cháu đâu nhá. À, chuôn chuôn đấy nhá. Khoan, xí chú nhớ ra rồi. Lần trước chú có kêu con uống sữa không? Có không? Có. Có hả? Còn bên Quốc. Quốc, chú có dặn con giảm cân hả? Chú dặn con uống sữa hay là không uống sữa? Nhớ không con? Nhớ không? Nhớ không? Quên. Con không nhớ. Không nhớ hả? À, như vậy là chú có dặn con là đừng uống sữa nữa. Chú nhớ vậy. Con hiểu không? Hiểu ý chú nói gì không? Con nói con nghe coi con hiểu sao? À, con hiểu là bạn này ốm con mặt. Con đã hiểu rất sắc nghĩa rồi đó. Dạ xin mời cô Thu Hiền. Có một điều này của ông ạ là tự vì là các con hát những bài hát những ca khúc mang màu sắc dân gian của vùng miền thì ngay kể cả phát âm cũng phải là sự chuẩn xác. Ví dụ như là Bé Quốc bạn đấy có những cái phát âm mà hay là vì là cái tiếng miền Nam thì khi đã hát gọi là dân ca vùng miền là phải rõ chuồn chuồn ớt chứ vậy chuồn chèn ớt, nhưng mà khi đã hát
thì nó phải hát. Con để ý tí là được. Để ý, con phải để ý. Chung phát âm nghe có những chữ như kiểu như là trái tim ấy, kiểu trái tim. Nhưng mà tất nhiên là người miền Nam thì mình phát âm nhưng mà cố gắng đừng thành trái tim. Những cái đấy thì phải chú ý. Bởi vì nếu như con đi tiếp nữa thì con sẽ có những ca khúc mà con sẽ phải hát chuẩn xác hơn. Vì dân ca nó là rất là sự tinh tế, mà người ta gần như là tròn vành rõ chữ. Đấy thì con để ý một chút xíu nữa thôi. Chứ còn ba bài hát này thì ba bài hát rất là khó. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Con nhớ ha, lưu ý cái điều đó ha. Thì nếu mình có đi vào vòng trong là mình phải khắc phục hết tất cả những gì mà ngày hôm nay mình mắc phải. Để mình làm tốt hen. Vâng ạ. Tụi con là quá giỏi luôn rồi đó. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn Trấn Quốc và Bảo Anh. Và cô Ốc xin được thông báo kết quả tổng hợp từ ban giám khảo. Bạn Trấn Quốc sẽ tiếp tục đi tiếp trong chương trình Thân Thiện Tương Lai. Bây giờ thì Trấn Quốc có thể ôm Bảo Anh một cái thật là chặt. Để chúc mừng cho Bảo Anh, Bảo Anh cũng được đi tiếp trong chương trình Thân Thiện Tương Lai. Hạnh phúc không? Tụi con hạnh phúc không? Cô Ốc làm thót tim hả? Không phải là cô Ốc muốn làm điều đó đâu, nhưng mà thực sự là cô Ốc muốn làm một điều gì đó bất ngờ cho cả Trấn Quốc lẫn Bảo Anh. Nói cho con nghe cảm xúc của con bây giờ như thế nào nè Quốc. Con rất vui. Vui sao khóc? Vui quá khóc luôn rồi, quý vị khán giả ơi. Còn Bảo Anh thì sao con? Để anh xúc động. Chúc mừng Trấn Quốc và Bảo Anh. Con có thể vào trong khoe kết quả này với những người bạn của mình được rồi ha. Chúc mừng Trấn Quốc và Bảo Anh. Con cảm ơn ban giám khảo ạ.